Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Giá vé máy bay tăng cao dịp mùng 2 tháng 9, khách Việt đổ xô đi tour quốc tế thay vì du lịch nội địa. Riêng tiền vé máy bay đi Đà Nẵng cho nhà 4 người dịp mùng 2 tháng 9 đã mất gần 20 triệu. Chồng chị Phương lắc đầu chốt luôn tour Thái Lan gần 30 triệu đồng, bao gồm toàn bộ tiền ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ. Vé máy bay vẫn nóng bỏng tay. Dù muốn ủng hộ các điểm đến trong nước, nhưng giá vé máy bay vẫn nóng bỏng tay thế này thì lực bất tòng tâm. Anh Hưng, chồng chị Phương, ở quận Long Biên, Hà Nội chia sẻ, vị khách này sớm dự tính dịp mùng 2 tháng 9 có thể sẽ đông và khó đặt vé máy bay. Bởi vậy, từ đầu tháng 8, anh Phương đặt vé máy bay chặng Hà Nội-Đà Nẵng cho gia đình 4 người. Tuy nhiên, mức giá khiến anh phải đắn đo rất nhiều. Cụ thể, hành trình đi ngày 31 tháng 8 về mùng 3 tháng 9 có giá khoảng 4,5 triệu đồng một người, bao gồm thuế phí. Như vậy, chỉ tính riêng tiền vé máy bay đã tiêu tốn gần 20 triệu đồng, chưa kể các chi phí cơ bản như đặt khách sạn, ăn uống. Nếu lựa chọn bay đêm, mỗi người sẽ tiết kiệm khoảng 800.000 đồng. Nhưng chị Phương cho rằng khung giờ này không phù hợp với gia đình có con nhỏ như mình. Chưa kể khi bay đêm, vẫn phải thuê thêm khách sạn để nghỉ ngơi và đội thêm chi phí. Sau cùng, hai vợ chồng quyết định chốt sớm tour Thái Lan với giá hơn 7 triệu đồng một người. Chi phí này đã bao gồm toàn bộ tiền vé máy bay, chi phí đi lại, thuê khách sạn, ăn uống. Theo khảo sát của phóng viên Dân Trí, giá vé máy bay khứ hồi vào dịp lễ từ 31 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9 đang neo đậu ở ngưỡng cao hơn so với ngày thường, từ 700.000 đồng đến gần 2 triệu đồng một vé khứ hồi. Sau mùng 3 tháng 9, nhiều chặng chỉ giảm nhẹ đôi chút. Chặng Hà Nội-Nha Trang bay của Vietnam Airlines giá thấp nhất từ 3 triệu đồng. Đây là giá vé mà khách phải chấp nhận bay khung giờ muộn 19:35. Chiều về ngày mùng 3 tháng 9 giá từ 3,7 triệu đồng. Như vậy, nếu chỉ tính vé máy bay chặng này đã tốn gần 7 triệu đồng một khách. Tương tự, cung đường nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả là chặng Hà Nội-Phú Quốc cũng tăng cao. Vé bay thẳng của Vietnam Airlines dao động từ 7,8 triệu đồng đi khứ hồi, bay của Vietjet từ 5,3 triệu đồng cặp vé hai chiều. Nếu khách chấp nhận bay giờ xấu, thời điểm sáng sớm hoặc tối khuya, thì mức giá có thể giảm nhẹ. Trái ngược với vé máy bay, khi lên các nền tảng ứng dụng đặt phòng, du khách lại dễ dàng tìm kiếm cơ sở lưu trú với mức giá hợp lý. Đơn cử như tại điểm đến Phú Quốc, khách thoải mái chọn phòng với mức giá từ 500.000 đồng tại cơ sở lưu trú 3 sao. Thậm chí có những nơi chấp nhận giữ phòng không cần khách đặt cọc và chỉ thanh toán lúc khách tới nhận. Lượng khách tới vào dịp mùng 2 tháng 9 ra sao hiện là điều được nhiều cơ sở lưu trú tại Nha Trang, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm. Vào chiều 27 tháng 8, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, theo thống kê từ các đơn vị lưu trú, công suất phòng trung bình ước đạt từ 50% đến 55%. Lượng khách tập trung đông nhất vào các ngày mùng 1 tháng 9 và mùng 2 tháng 9. Trong khi đó, công suất của cơ sở lưu trú hạng 4-5 sao và tương đương đạt 55% đến 65%. Cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, công suất bình quân ước đạt 35% đến 45%. Những năm trước vào dịp này gần như đã kín phòng, thì năm nay tỷ lệ lấp đầy cao hơn ngày cuối tuần một chút. Chúng tôi hy vọng vào dịp lễ này sẽ có thêm những khách lẻ để bù đắp lượng còn trống. Chị M, quản lý một khách sạn 3 sao nằm trên đường Hà Bồng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết. Số liệu từ MustGo, nền tảng đặt phòng trực tuyến cho thấy công suất phòng khách sạn tại Nha Trang hầu hết đạt từ 30%. Khách tập trung đông nhất vào ngày 31 tháng 8, một số cơ sở lưu trú từ 3 sao thậm chí bỏ phụ thu dịp lễ Tết để hút khách. Theo thông tin từ nhiều đơn vị lữ hành, kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày và được thông báo trước nên nhiều du khách có xu hướng chọn các gói tour ở điểm đến gần như Thái Lan, Malaysia, Singapore không cần làm visa hay Trung Quốc làm visa đoàn. Từ giữa tháng 8, không ít các đơn vị đã sớm chốt sổ, bán sạch tour nước ngoài. Lý giải do lượng du khách du lịch nội địa có dấu hiệu chưa đạt như kỳ vọng, ông Lê Công Năng, Tổng Giám đốc Wonder Tour, cho rằng có nhiều yếu tố dẫn tới điều này. Vé máy bay nội địa tăng cao là lý do quan trọng, nhưng không phải duy nhất. Dưới góc độ là nhà điều hành du lịch lâu năm, ông Năng cho rằng giá tour nội địa đặc biệt là đường bay khá cao, khó cạnh tranh với các tour đường bộ quốc tế hoặc tour đường bay giá rẻ như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Bởi vậy, du khách cảm thấy họ nhận được nhiều giá trị hơn khi lựa chọn các tour nước ngoài với mức giá tương tự hoặc chỉ cao hơn một chút. Ngoài ra, liên quan tới sự dịch chuyển thói quen du lịch của một bộ phận du khách đã thay đổi,
Họ ưu tiên hình thức du lịch cắm trại, sản phẩm du lịch cộng đồng để trải nghiệm, tiết kiệm chi phí. Theo quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch, Tổng cục Du lịch, giá tour nước ngoài hợp lý chính là nguyên nhân cốt lõi khiến du khách chuyển hướng. Vé máy bay vẫn là cấu thành giá chung của tour du lịch. Hàng không có giảm giá vé trong xu thế giảm chung, nhưng vào những ngày lễ lại có tình trạng tận thu. Bởi vậy, khách hàng có quyền so sánh các điểm đến trong nước và nước ngoài tương đối quen thuộc như Trung Quốc, Thái Lan. Có thể, nhiều điểm du lịch nước ngoài chưa thể bằng Việt Nam ở khía cạnh nào đó, nhưng ít nhất đạt chất lượng dịch vụ tốt. Ông Lương phân tích. Trước câu hỏi, làm thế nào để khắc phục điều này? Bởi nếu không hút được khách nội địa khó lòng đón khách quốc tế, ông Năm cho rằng cần tăng cường tối đa sự hợp tác giữa các hãng hàng không và công ty du lịch nhằm đưa ra gói tour với mức giá hợp lý. Hai bên có thể cùng xây dựng chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp vào dịp lễ Tết. Khi chuyến bay nội địa có giá phải chăng, chắc chắn sẽ thu hút khách. Bên cạnh câu chuyện của vé máy bay, doanh nghiệp lữ hành cần nâng cao chất lượng dịch vụ, bắt tay với địa phương, giải quyết bài toán truyền thông chung nhằm tạo ra sức hút của điểm đến. Ngoài ra, các doanh nghiệp hãy trở thành người kể chuyện để mời gọi du khách. Những câu chuyện chân thực, hấp dẫn sẽ đủ sức hút để kéo khách đến với mình, vị CEO đưa ra quan điểm. Trước đó, theo khảo sát của phóng viên Dân Trí cho thấy, nhiều tour nước ngoài phục vụ dịp lễ mùng 2 tháng 9 được các đơn vị lữ hành bán hết sạch, sớm chốt sổ từ giữa tháng 8. Số liệu từ Hanvina Travel cho thấy, tất cả các tour đi Trung Quốc như Cửu Trại Câu, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Tân Cương và Tây Tạng, dịp mùng 2 tháng 9 đều đã được lấp kín, không còn chỗ trống từ tháng 7. Dịp này, Hanvina Travel cho biết thắng lớn với 50 đoàn khách du lịch Trung Quốc. Đại diện Vân Nam Group Tour cũng thông tin, chỉ riêng tour Vân Nam Trung Quốc đường bộ đi qua cửa khẩu Lào Cai đã chốt được hơn 1.000 khách đi trong lễ mùng 2 tháng 9. Các tour tuyến điểm khác ở Trung Quốc, số lượng dao động từ 170 đến 200 khách, tăng 30% so với đợt 30 tháng 4 vừa qua. Đại diện Flamingo Rest Tour cho biết, tour nước ngoài chiếm 80%, áp đảo so với khách đặt tour trong nước. Viettravel cũng cho biết trong dịp này, khoảng 90% số chỗ đã được đặt, chỉ còn lại 10% là các tour trong nước, các tour thị trường Đông Nam Á không cần visa. Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Lữ hành Việt Lắc Tour nhận thấy, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, thị trường khách đặt tour nước ngoài chiếm 60% so với trong nước, 40%. Không để xảy ra chèo kéo ép giá du khách dịp mùng 2 tháng 9. Theo báo Tiền Phong, trong văn bản mới ban hành về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh nội dung tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, từ 31 tháng 8 đến hết mùng 3 tháng 9 năm 2024. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định đây là dịp để người dân, du khách tham quan, du lịch, cũng là cơ hội để ngành du lịch cùng các địa phương kích cầu, mở rộng thị trường. Ngày 28 tháng 8, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành văn bản về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Lãnh đạo Cục Du lịch đề nghị các sở du lịch, sở văn hóa thể thao và du lịch tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn quản lý. Việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng của các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch phải được chú trọng để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh du lịch, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Các sở quản lý du lịch cần chỉ đạo các ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm công điện số 81 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Tại các khu điểm du lịch có dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước và phương tiện vận chuyển khách du lịch, nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, nhất là đường thủy nội địa. Các doanh nghiệp lữ hành tuyệt đối không sử dụng các phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn để phục vụ khách tham quan du lịch. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu. Chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2024 với chủ đề Người Việt đi du lịch Việt, Việt Nam tôi yêu vẫn được tiếp tục triển khai. Các địa phương cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, phòng chống ngộ độc thực phẩm, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh nội dung tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách. Các đối tượng đeo bám gây phiền hà cho khách du lịch
phải được phát hiện và xử lý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!